Sáng nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Ngọc Sơn, sinh năm 1999, cư trú ấp An Tịnh, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, do tội trộm cắp tài sản. Theo thông tin từ Cơ quan điều tra, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 18 tháng 5 năm 2022, Trần Ngọc Sơn điều khiển xe mô tô đi học nghề sửa chữa máy nổ tại ấp An Thuận, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới. Trên đường đi, Sơn chạy ngang qua nhà bà Nguyễn Thị Bạch Liên, sinh năm 1955, là bà ngoại của Sơn, cư trú ở ấp An Thuận, xã Hòa Bình, thì thấy cửa đào đóng, cửa nhà trước mở. Sơn biết bà Liên không có trong nhà nên nảy sinh ý định vào nhà bà Liên trộm cắp tài sản. Sau đó, Sơn đã leo qua vách tường, đột nhập vào bên trong nhà bà Liên, lục soát lấy được chìa khóa két sắt. Rồi mở két, lấy trộm, số tiền là 74 triệu 500 ngàn đồng. Số tiền trộm được, Sơn đem về nhà cất giấu. Đến chiều tối cùng ngày, Sơn lấy tiền trộm được mua điện thoại iPhone 13 Pro Max trị giá gần 35 triệu đồng để tặng cho bạn gái. Sau khi phát hiện bị mất trộm, bà Liên trình báo cơ quan công an. Qua công tác điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ, lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện Chợ Mới phát hiện Sơn là đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ việc nên đã cho mời Sơn lên trụ sở công an để làm việc. Qua đấu tranh khai thác, Trần Ngọc Sơn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời giao nộp số tiền còn lại. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra làm rõ.